Startup bán trứng gà premium đắt gấp 4 lần trứng bình thường, được các shark tranh nhau đầu tư, chốt kèo 10 tỷ. Đến tháng 6 năm 2021, chúng em bắt đầu nuôi gà. Gà được ăn cái thức ăn mà do chúng em tự làm, chứ không ăn sử dụng thức ăn công nghiệp. Gà được ở trong cái môi trường mát, gà được nghe nhạc, được ngủ trưa. Trong quá trình nuôi thì hoàn toàn không sử dụng kháng sinh. Nếu như con gà nào mà không tồn tại được thì sẽ bị loại, chứ không dùng thuốc kháng sinh để chữa. Với những cái áp dụng như thế thì là chúng em đã tạo ra được quả trứng có mấy cái đặc điểm như sau. Quả trứng rất là thơm, không tanh, trong quả trứng là không hề tồn tại là kháng sinh. Gà của chúng em đang có hàm lượng cholesterol đang thấp nhất thế giới. Tuy nhiên là cái giá của chúng em thì lại không hề đắt, 8.291 đồng một quả. Một hộp 12 quả thì em định giá là 99.000. Đối với các shark thì em cũng có muốn nói một câu đơn giản như này thôi, tức là trong thời gian có hơn một nửa năm mà em đã bán được gần 2 triệu quả trứng. Nó phải có chỗ đứng đúng không? Đã được khách hàng công nhận ở mức độ nào đó rồi. Có rất nhiều là khách hàng của em là bảo bây giờ không thể ăn được trứng công nghiệp. Là em kêu gọi cái số vốn là 10 tỷ đồng cho 20% cổ phần ạ. Chị hỏi là giữa chị với Sắc Hưng nha. Em thích ai? Nếu em thích Sắc Hưng rồi là chị nuôi luôn. Bạn bỏ 5 tỷ cho bạn 64%, tôi bỏ 10 tỷ tôi lấy 36% thôi.